sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào các bạn học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với trang vietjach.com. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô giáo trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 17 thư gửi các học sinh thuộc chủ đề 3 trên con đường học tập nằm trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời câu hỏi. Câu hỏi trong phần khởi động của chúng ta như sau: kể về một lễ khai giảng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với em. Ở đây các bạn hãy nhớ lại những cái ngày lễ khai giảng mà mình đã trải qua trong các cái năm học tiểu học, xem là lễ khai giảng nào để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Các bạn có thể tham khảo cái cách làm của cô giáo như sau. Em nhớ về lễ khai giảng để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với em là khai giảng đầu tiên của lớp 1. Trong lễ khai giảng, em được cô giáo đón từ cổng, tặng mỗi bạn một quả bóng bay, xếp hàng và đi vào sân trường dự lễ khai giảng. Em được nhiều anh chị chào đón, không khí náo nức vui tươi, dù lạ lẫm nhưng em rất thú vị. Nhưng em rất vui và hào hứng. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần đọc với bài đọc thư gửi các học sinh. Ở đây, nội dung chính của văn bản thư gửi các học sinh đó là: tình yêu thương và sự quan tâm, kỳ vọng của Bác Hồ vào các em học sinh là vô cùng lớn. Giáo dục là mấu chốt quyết định sự phát triển đi lên của đất nước và học sinh là những người quyết định sự phát triển đó. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời các câu hỏi thuộc nội dung bài học này. Câu hỏi thứ nhất: câu nào trong thư của Bác Hồ cho thấy ngày khai trường tháng 9 năm 1945 rất đặc biệt? Ở đây, câu trong thư của Bác Hồ cho thấy ngày khai trường tháng 9 năm 1945 rất đặc biệt đó là: ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Câu hỏi thứ hai: chi tiết nào trong thư cho thấy Bác vui, Bác vô cùng, Bác vui cùng niềm vui của học sinh nhân ngày khai trường? Ở đây, chi tiết trong thư cho thấy Bác vui cùng niềm vui của học sinh nhân ngày khai trường đó là: tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi. Câu hỏi thứ ba: Bác nhắc học sinh nhớ đến ai, nghĩ đến điều gì trong giờ phút hạnh phúc của ngày tựu trường? Ở đây, Bác nhắc học sinh nhớ đến những đồng bào, những người đã hy sinh. Trong giờ phút hạnh phúc của ngày tựu trường, Bác nhắc học sinh nghĩ đến trách nhiệm của bản thân phải cố gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy yêu bạn. Câu hỏi thứ tư: vì sao Bác khuyên các em học sinh phải cố gắng siêng năng học tập trong những năm học tới? Ở đây, Bác khuyên các em học sinh phải cố gắng siêng năng học tập trong những năm học tới vì sau 80 năm rời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu? Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Câu hỏi thứ năm: nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc thư Bác Hồ gửi các học sinh. Ở đây, sau khi đọc thư Bác Hồ gửi các học sinh, em có cảm nghĩ rằng Bác rất vui mừng vì Việt Nam có một nền giáo dục dân chủ. Riêng Việt Nam, Bác rất thương yêu và lo lắng cho học sinh. Sự nghiệp giáo dục nước nhà, kỳ vọng của Bác với các em học sinh là rất lớn. Phải học tập và giáo dục tốt mới có thể đưa nước nhà tới con đường phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Cuối cùng, chúng mình sẽ học thuộc lòng đoạn thơ từ sau 80 năm rời nô lệ đến nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần luyện từ và câu với bài học sử dụng từ điển.
Câu hỏi thứ nhất, sắp xếp các bước sau theo trình tự tra cứu nghĩa của từ đọc trong từ điển. Các bạn sau khi mà đọc thì các bạn sẽ sắp xếp như sau. Các bước trình tự tra cứu nghĩa của từ đọc trong từ điển đó là: 1. Chọn từ điển phù hợp. 2. Tìm mục từ bắt đầu bằng chữ đờ. 3. Tìm từ đọc. 4. Đọc nghĩa của từ đọc. 5. Đọc ví dụ để hiểu thêm ý nghĩa và cách dùng từ đọc. Câu hỏi thứ 2. Đọc các thông tin về từ đọc trong từ điển dưới đây và trả lời câu hỏi. Đọc 1. Phát thành lời những điều đã được viết ra theo đúng trình tự. Đọc bài thơ, đọc thuộc lòng. 2. Tiếp nhận nội dung của một tập hợp ký hiệu bằng cách nhìn vào các ký hiệu. Đọc bản thiết kế. 3. Thu lấy thông tin từ một thiết bị lưu trữ của máy tính như đĩa CD, như là từ đĩa, đĩa CD. Đĩa bị lỗi nên không đọc được. 4. Hiểu rõ điều gì bằng cách nhìn vào những biểu hiện bên ngoài, đọc được suy nghĩ của người khác. Ở đây các bạn sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi. A. Từ đọc là danh từ, động từ hay là tính từ? B. Nghĩa gốc của từ đọc là gì? C. Từ đọc có mấy nghĩa chuyển? D. Nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ được sắp xếp như thế nào? Ở đây, theo từ điển phía dưới thì từ đọc có các thông tin bao gồm A, đó là từ đọc là động từ này. Ở ý B thì các bạn thấy là nghĩa gốc của từ đọc đó là phát thành lời những điều đã được viết ra theo đúng trình tự. C. Từ đọc ở đây của chúng ta có 3 nghĩa chuyển. Ở ý D thì nghĩa gốc của từ được sắp ở đầu câu, ngay sát với từ. Từ loại của từ, nghĩa chuyển của từ được sắp xếp sau nghĩa gốc lần lượt cho tới hết nghĩa chuyển. Câu hỏi thứ 2. Tra cứu nghĩa của các từ dưới đây. Học tập, tập trung và trôi chảy. Ở đây đầu tiên với từ học tập thì đó là động từ. 1. Học và luyện tập để hiểu biết, để có kỹ năng, học tập văn hóa. 2. Đó là làm theo một tấm gương tốt, ví dụ như là học tập tinh thần của các chiến sĩ. Tiếp theo đến từ tập trung. Từ tập trung của chúng ta là động từ. Nghĩa thứ nhất, dồn vào một chỗ, một điểm, ví dụ như là nơi tập trung đông người. Nghĩa thứ hai, dồn sức hoạt động, hướng các hoạt động vào một việc gì. Ở đây, tập trung sản xuất lương thực. Tiếp theo, chúng ta có từ trôi chảy. Từ trôi chảy ở đây là tính từ. Nghĩa thứ nhất, được tiến hành thuận lợi, không bị vấp váp trở ngại gì. Mọi việc đều trôi chảy và êm đẹp. Hai, được tiến hành một cách dễ dàng, không có gì vấp váp, trả lời trôi chảy. Câu hỏi thứ 3. Đặt câu với một nghĩa chuyển của mỗi từ ở bài tập 3. Ở đây các bạn có thể đặt câu như sau. Thầy cô dạy em học tập theo tấm gương Bác Hồ, chăm chỉ, khiêm tốn. Bố em tập trung làm việc suốt đêm. 3. Giọng đọc của diễn viên rất trôi chảy. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi đến phần viết với bài học tìm hiểu cách viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Ở đây chúng ta có câu hỏi thứ nhất. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính của tác giả Elena và Favilli Francesca Cavallo là cuốn sách thú vị kể về 100 phụ nữ nổi tiếng toàn cầu. Trong đó, người để lại ấn tượng mạnh nhất là Milo, nữ nghệ sĩ trống người Cuba. Ngay từ nhỏ, Milo đã bộc lộ rõ năng khiếu âm nhạc của mình. Trống timpani, gồng, conga, bongo, loại nào cô cũng chơi được. Milo ước mơ trở thành một nghệ sĩ trống, mặc dù ở quê hương cô, chỉ con trai mới được chơi trống. Cô quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Hằng ngày, cô rèn khả năng cảm nhận âm thanh bằng cách lắng nghe những tiếng động xung quanh, tiếng lá đu đưa, tiếng chim ruồi vỗ cánh. Với sự kiên trì, cô đã thuyết phục được cha cho tham gia lớp học nhạc.
Trải qua bao khó khăn, Milo vẫn tin sẽ đến một ngày mình được chơi trong một ban nhạc thứ thiện. Nhờ tài năng, sự nỗ lực và niềm tin của Milo, thế giới đã có một nghệ sĩ trống nổi tiếng. Milo đã trở thành tấm gương về lòng quyết tâm theo đuổi ước mơ. Ở đây chúng mình sẽ có các câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, đoạn văn trên có nội dung chính là gì? Chọn đáp án đúng. A. Nêu tình cảm xúc của người viết đối với nhân vật Milo. B. Giới thiệu về nhân vật Milo trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính. C. Nêu lý do người viết yêu thích cuốn sách Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính. D. Kể về 100 phụ nữ nổi tiếng thế giới. Ý B. Tìm phần mở đầu và kết thúc của đoạn văn, mỗi phần cho biết thông tin gì. C. Phần triển khai nói về những đặc điểm nào của nhân vật Milo. Với mỗi đặc điểm, người viết đã đưa ra những dẫn chứng gì về hành động, suy nghĩ của nhân vật. Ở đây với ý A thì các bạn thấy đoạn văn trên có nội dung chính đó là phương án B, giới thiệu về nhân vật Milo trong cuốn sách Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính. Ở ý B thì phần mở đầu của đoạn văn đó là Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính cho đến nghệ sĩ trống người Cuba. Thì ở phần mở đầu này cho biết thông tin về cuốn sách, tác giả viết cuốn sách và nhân vật ấn tượng trong cuốn sách. Tiếp theo đó là phần kết thúc của đoạn văn, đó là nhờ tài năng và sự nỗ lực cho tới theo đuổi ước mơ. Ở đây, phần kết thúc đã cho biết một cái thông tin về kết quả của Milo sau những nỗ lực và hình tượng Milo trở thành tấm gương. Tiếp theo đó là ý C, phần triển khai nói về những đặc điểm của nhân vật Milo, đó là năng khiếu, ước mơ, lòng quyết tâm, tham gia lớp học nhạc, niềm tin của Milo. Với mỗi đặc điểm, người viết đã đưa ra những cái dẫn chứng. Về năng khiếu thì người viết đã đưa ra đó là trống, timpani, conga, bongo, loại nào cô cũng chơi được. Về ước mơ thì đó là ước mơ trở thành một nghệ sĩ trống, mặc dù ở quê hương cô chỉ con trai mới được chơi trống. Về lòng quyết tâm thì hàng ngày cô rèn khả năng cảm nhận âm thanh xung quanh bằng cách lắng nghe những tiếng động xung quanh, tiếng lá đu đưa, tiếng chim ruồi vỗ cánh. Tham gia lớp học nhạc, thuyết phục được cha cho tham gia lớp học nhạc. Niềm tin của Milo, thế giới đã có một nghệ sĩ trống nổi tiếng. Câu hỏi thứ hai, trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Ở đây, những điểm mà các bạn cần phải lưu ý đó là thứ nhất về bố cục, thì bài văn của chúng mình cần phải có đầy đủ 3 phần: mở bài, triển khai và kết đoạn. Tiếp theo, các bạn cần phải lựa chọn những đặc điểm nổi bật của nhân vật, có dẫn chứng minh họa cho các đặc điểm đó. Dẫn chứng đưa vào làm rõ đặc điểm của nhân vật phải thật là rõ ràng, cụ thể, diễn đạt phải trôi chảy và thực sự thuyết phục. Tình cảm, cảm xúc của người đọc đối với nhân vật phải thực tế, phải có góc nhìn riêng của cá nhân. Từ đó các bạn sẽ cần phải rút ra phần ghi nhớ quan trọng. Đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách thường có 3 phần. Mở đầu, giới thiệu tên sách, tên tác giả, tên nhân vật và nêu ấn tượng chung về nhân vật. Triển khai, cung cấp những thông tin về đặc điểm nổi bật của nhân vật, về ngoại hình, hành động, lời nói và suy nghĩ, sau đó đưa ra dẫn chứng minh họa. Ở phần kết thúc, các bạn sẽ nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ về nhân vật. Cuối cùng, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào trả lời câu hỏi trong phần vận dụng. Câu hỏi thứ nhất, thực hiện dự án sổ tay từ ngữ tiếng Việt của em. Ở đây các bạn có thể sắp xếp các từ ngữ vào một quyển sổ tay và trình bày thật đẹp với một số những cái từ tiêu biểu như là dân tộc, dân lập này, gai ốc, lão luyện, ngang ngược, tài ba, tổ quốc và trốn tránh. Đây là một số từ mà các bạn có thể ghi chép vào cuốn sổ tay từ điển của mình. Câu hỏi thứ hai, tìm đọc câu chuyện về nhà trường, thầy cô và học sinh. Ở đây các bạn có thể tìm đọc câu chuyện về nhà trường, thầy cô và học sinh, đó là câu chuyện Người thầy và chiếc đồng hồ.
Như vậy, vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi trong nội dung bài 17, thư gửi các học sinh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô giáo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.